Đến giờ rồi. Bây giờ hoàn đạo rồi. Đến giờ dậy. Giờ đẹp đấy. Mạc Minh cũng dậy nhanh nhỉ. Bình Minh ơi dậy chưa? À, Hữu hát bài kiểu hát then kiểu đấy. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi đường không ngã. Ôi mày thêm bản tính rồi nữa. Báo thức này, tỉnh rất tỉnh rồi, tỉnh rồi. Kể thắng hát hay hết nhỉ? Không không không, quay lửa người bên trên thôi. Xin chào các bạn đã trở lại với xe đầu kéo vlog nhá. Bây giờ là hơn 5 giờ sáng ở Mường Lống, thì mình cùng với lại team Nguyễn Tất Thắng, em Mạc Minh là đang chuẩn bị lên đường để đi đến chợ phiên Lậm Cắn. Tú thì đã quay chợ phiên Lậm Cắn rồi. Hôm nay thì sẽ giới thiệu đến quý khán giả trên kênh của Nguyễn Tất Thắng, thì các bạn có thể là đón xem ở trên kênh Nguyễn Tất Thắng nhé. Khí hậu ở Mường Lống lúc này rất là trong lành, mát mẻ, tuyệt vời nhỉ. Ngủ giống như kiểu Sapa. Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao mà có cái câu nói đó là Mường Lống đây giống như một tiểu Sapa của xứ Nghệ là thế, vì ở đây là có cái độ cao là 1.500 m so với mực nước biển. Thế cho nên là cũng phải nói là một cái khí hậu lý tưởng để mà nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe ở đây. Không khí rất trong lành. Ôi, không biết là quay ra ngoài như này có nhìn rõ không cameraman nhỉ? Hơi tối tí à? Bật flash lên thôi anh. Thì bây giờ là anh em mình chất đồ lên để chuẩn bị mà lên đường rồi. Ờ? Xe ấy, thấy mình ra nó chào, biết xe đầu kéo vlog nó chào luôn kìa. Có lẽ là bên đấy cho gửi cái ba lô chứ hôm nay là hơi sợ hoang mang với bán tải rồi. Xem bên mình ngồi 4 người đúng không? Có cách nào cho Tú gửi cái ba lô với anh sự ạ? Chứ em bị hoang mang với con bán tải rồi. Hôm qua là ướt hết quần áo các bạn ạ. Tới nơi may là ở đây là họ có dịch vụ giặt sấy hết. Không, cái này to này, cho để dưới đi. Mấy cái nhỏ như của Minh để trên đi. Đây, từ từ anh bảo cái chất đồ này. Đây này. Đấy. Từ từ thế về này, nghiêng nghiêng được. Xem anh sự anh làm việc chứ sao. Đấy. Đúng rồi. Cái túi này của anh nghiêng nó lên là. À. Đúng không? Đó. Đấy. Anh sự của anh vào. Anh sự năm nay là bốn mấy tuổi nhỉ? 48. 48 tuổi các bạn, anh sự là rất là vui tính. Gọi là trẻ nhá. Tính rất là vui và trẻ, vẫn là hài hước. Buổi sáng nhé. Hôm nay ở trên kênh đầu kéo vlog một ngày tràn đầy năng lượng, sức khỏe, vui vẻ. Lúc nào cũng trẻ nha các bác nha. Còn đây là Xuân Hữu, cũng mình nhìn đầu tiên thì tưởng ngày xưa mới gặp tưởng nghiêm túc. Cũng nghiêm túc thật nhưng mà hơi hài hước một tí. Anh em nào cũng có tố chất là hài hước hết. Anh em mình đi làm clip. Người vùng cao là thế. Có tính chất là chia sẻ là cũng là giải trí nữa, nên là các bạn xem video là mang thêm tính chất giải trí, nên là đôi khi tại sao mình lại nói thế nhỉ, đôi khi là được rồi lại còn có nhiều khi nữa. Đôi khi thì các bạn xem sẽ có nhiều tình huống nó hơi có chút là giải trí tấu hài tí để các bạn là có clip nó tràn ngập năng lượng. Thì chúc các bạn là xem clip của Tú ngày hôm nay thì tràn ngập năng lượng, còn bây giờ là mình sẽ là lên đường. Đây là mình vừa mới đi qua cổng trời Mường Lống. Thì trên này đúng là khí hậu mát nha. Bạn Thắng thấy có mát giống cao nguyên đá chưa? Giống rồi. Hôm qua tôi ngủ ngon lắm không ạ? Ừ. Ông cho tôi ngủ chỗ này. Nói là tôi lại nhớ về Hà Giang. Thế này có muốn quay về chưa?
chưa? Vừa mới đi đánh giữa đường thì ừ. Vừa mới đi và thấy mát lạnh này, nhớ Hà Giang quá, đi về thôi à. Là hỏng hình. Ngã ba này là như nào nhỉ? Ngã ba đây thì cái đường này đi trở về Tương Dương, đường này thì đi xuống Nậm Cắn. Dạ. Đi xuống thị trấn Mường Xén. Mường Xén thế thôi. Dọc đến này còn chỗ đổ xăng đổ dầu trong cái vắng lắm. Không, mình không đi tuyến này. Dạ. Tuyến này là mình đi xuống dưới kia, mình đi đường khác rồi. Thì tuồng tí xuống dưới kia thì mình đổ luôn. Dưới này là thị trấn này. À, đi xuống dưới đấy là sẽ có là thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Còn đây là chỗ này, trên này là mấy xã. À, Hậu, đêm qua ngủ ngon không? Ngủ quá ngon anh ạ. Hôm qua mình về là cũng thực sự buồn ngủ, và đến hơn 11 giờ mới ngủ. Và đến 4 rưỡi là tự tỉnh giấc dậy rồi. Là khỏe căng người luôn, như kiểu là sạc no pin ấy. Chứ mấy hôm ngủ nó chưa được ngon giấc lắm. Bây giờ thì Tú với chuyến đi lần này thì cố gắng là chia sẻ nhiều, chắc là cố gắng kiếm nhiều cái phong cảnh trên đường để chia sẻ đến các bạn. Vì cũng là có một chuyến đi xuyên Việt đường mòn thì nó cũng rất là đặc biệt. Hai nữa mình là một người con của miền Trung thì cố gắng là sẽ là kiếm nhiều hơn nữa những cái địa điểm trên tuyến đường mòn. Còn nội dung như kiểu là quay bản làng, chia sẻ đời sống khó khăn thì các bạn có thể xem chi tiết ở trên kênh của bạn Nguyễn Tất Thắng. Cho cái nội dung của anh em mình còn sẽ là mỗi người có một cái bản sắc khác nhau. Công nhận là đi với team Nguyễn Tất Thắng là nó vui các bạn ạ. Mỗi tuổi phải dậy sớm rồi không? Không, mình thích dậy sớm. Thực ra dậy sớm là rất là khỏe. Ngủ muộn thì nó theo tính chất là lúc bình thường là vốn là bản chất mình đã quen dậy tầm 5 đến 6 giờ rồi ấy. Mà mình lúc đấy mà mình cố ngủ thêm khoảng 1-2 tiếng thì nó cứ ù ù trong người ấy. Đấy. À, khu vực này giới thiệu sơ qua bạn Thắng là người Mông, sinh sống là rất là nhiều ở khu này. Vì địa hình cũng kiểu cao cao như Hà Giang ấy. Những nhà như này các bạn Thắng là thấy đấy, kiểu như nhà người Mông ở trên đấy đấy, trên Hà Giang ấy. Tuy nhiên thì có một số nhà họ khá giả hơn thì bây giờ họ xây theo hình thức cũng bê tông hóa giống như kiểu trên Hà Giang rồi. Đây này, những ngôi nhà nhỏ bên tay trái đấy. Các bạn là quay sang. Đấy, sao lại ôm anh chặt thế? Gì mà lạnh thế? Diệp. Đây các bạn xem này, bạn Hậu này nhìn phong cách ăn mặc rất là giản dị, nhưng mà tình cảm là dồi dào, lúc nào cũng hướng về bà con khó khăn. Đấy, cực kỳ giản dị luôn. Ăn mặc là nhìn này không ai biết chứ là chủ doanh nghiệp trẻ mà thành đạt. Đấy, còn khối tài sản mình không tiết lộ. Bé nhưng mà cái tấm lòng của bạn là lúc nào cũng muốn là chia sẻ hết. Ở đây là giới thiệu với Hậu rồi đây. Nếp nhà bà con người Mông rồi. Mặc dù là rời xa với khu biên cương của Tổ quốc nhưng mà đến đây thì vẫn gặp những cái nếp nhà rất là quen thuộc đúng không? Vâng. Đấy. Đặc trưng luôn đấy, vùng này đẹp. Ở đây là cái khu này là đa số người Mông phải không? Đúng rồi, khu này là thuộc Mường Lống. Mường Lống đấy, anh em mình vừa mới ở trên cái dãy núi trên kia về kìa. Không, chỗ này được đấy nhỉ. Đẹp đấy. Anh em đang dừng chân cho team Nguyễn Tất Thắng ghi hình đi các bạn ạ. Bên này là có những ngôi nhà của bà con là sinh sống. Chào chị nhá, mới ngủ dậy à chị? Chị nghe thấy. À, ở trên này là vùng này có cả trồng cả mận nữa các bạn ạ. Trong kia là mấy cây mận này. Mấy cây mận này. Mường Lống đấy nổi tiếng về mận. Các cháu rất là đi mua mì tôm về ăn sáng hả cháu? Mì tôm trứng à? Bây giờ thì Tú quay chia sẻ chút các bạn ở dưới đường tí, là bây giờ nha mình sẽ tiếp tục là lên đường nhé. Đây là tuyến này, là mình đã ra đến đây là quốc lộ 16, sẽ đi tới thị trấn Mường Xén. Và hôm nay khi mà trở lại với Mường Lống vừa rồi thì mình đã thấy một cái diện mạo rất là mới, chứng tỏ hôm qua có lốc kìa. À. Bên kia là có cây đổ kìa, tre đổ kìa. Cả bụi tre mà nó đổ rồi. Đập
mà đi đường ông thấy đá lăn ra nhiều không? Có, hôm qua là khúc sáng nay mình đi từ Mường Lống ra là đá lăn là hơi nhiều đấy. Với lại là qua các bạn biết là trải qua trận mưa đá rất là to, bên này có mưa đá nhưng mà mưa ít thôi, không bị nhiều như Tương Dương. Đấy, khí hậu của miền Trung thì các bạn biết rồi, đến mùa bão thì dưới miền biển thì hứng chịu bão rồi lụt. Đấy, đến mùa đông lại khác với cái khí hậu ở ngoài khu vực miền Bắc, đó là trong vùng này thì lại bị chịu mưa rất là nhiều. Mưa và lạnh nữa bạn ơi. Đã lạnh lại còn mưa thì bạn hiểu là nó là mình vẫn gọi là combo đau khổ. Trời mà mưa là mà đi xe máy mà bỏ cái tay ra ngoài này này, nó lạnh nó rít vào, ui dồi ôi, buốt tay lắm. Nói chung là cây lá đổ bay, hình như mưa đá nữa Tú ạ. Đấy, hôm qua trên này vẫn có mưa đá. Tôi vẫn hỏi thăm ở trên khu vực chỗ anh em mình ở thì người ta có nói là có mưa đá. Nói chung là miền Trung là khu vực mà đợt này mình đi theo cái lộ trình mà tôi vẽ lúc đầu ấy thì mà bảo đi vào cả Tây Nguyên như thế là đã có tuyến nào mà ông chưa đi bao giờ chưa? Chưa lái xe chưa? Hầu như tôi chạy qua hết rồi. Chạy qua hết rồi. Cái cung đường mà dọc quốc lộ từ đây đi vào là advanced con. Chạy qua hết rồi. Cho đến nói chung là Kon Tum này. Sau Kon Tum rồi đến Gia Lai rồi đến Đắk Lắk. Là tôi đều chạy qua hết rồi. Thì ok. Là tuyến quốc lộ trên đấy tôi chạy qua hết, đường mòn chạy hết rồi. Nên là không có địa hình nào chưa chạy qua cả. Rồi từ đó là kết nối từ trên Tây Nguyên thì lại về dưới Sài Gòn. Đấy. Cũng chạy rồi. Đúng rồi. Cái vùng trong đấy là cái gì nhỉ? Đèo, họ nói đến cái đèo. Đèo cái gớm nhỉ? Đấy là có đèo Lò Xo. Lò Xo. Chỉ đèo đấy thì bình thường so với đèo ngoài kia thôi, nhưng mà thực ra là ghê gớm là đối với anh em về họ chạy xe tải. Vì cái đèo đấy nó có độ dài. Dốc dốc nó hơi lừa tí. Thoai thoải nhưng mà sau người ta cứ tưởng hết dốc rồi. Bình thường như cái chỗ mình đang đi thôi đúng không? Thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà chẳng qua là tuyến đấy nó cũng là vận tải huyết mạch. Mà xe tải, xe khách người ta đi nhiều cho nên là nó nguy hiểm ở cái yếu tố đấy. Dành cho những xe trọng tải nặng thôi. Chứ còn anh em mình đi thì nó không có vấn đề gì cả. Thì bây giờ Tú sẽ chia sẻ giáp giáp những cái đoạn đường ngắn ngắn với nhau này thôi. Thì tí nữa đến những cái cung đường mới mẻ hơn thì sẽ gửi tới nhé quý khán giả. Sau bên trái đây là mặt trời đang lên rất là đẹp. Thế là chiều hôm qua ở đây gặp phải trận lốc rất là lớn các bạn ạ. Nhà chẳng bay luôn, cây đổ hết đây. May nhà nằm ở cái địa hình kia là nó bay luôn. Nó thấp với chứ đây là cây các bạn thấy là bẻ gãy như này này. Đấy, chiều qua sau trận mưa đá mà ở bên này thì gặp gọi là lốc luôn đấy. Cây tràn quét xuống đường. Thế mới giỏi. Ghê thật. Vặn gãy luôn. Đổ hết giờ ra đường. Bẻ là mạnh lắm đấy. Xác sơ thế này. Nhà kia tung nóc luôn này. Đâu? Trước mặt nhà tôn. Có tung tôn xuống dưới này. Bay hết tôn lên tôn. Đúng rồi. Tôn xanh ở đâu bay đến ấy. Có lẽ là bay từ xa đến ấy. Nhà này cũng bị cong xuống này. Đấy. Thế là chiều qua đây gặp trận lốc rất to rồi. Hôm nay là mình nhà đi. Nhà bên này này bung hết nóc kìa. Đâu? Mấy nhà này. Đâu? Rồi. Cả cái giải này luôn. Thế là tôn văng từ bên kia sang đây rồi. Mất hết nóc luôn. Mất hết luôn. Đây. Ghê nhỉ. Khắc nghiệt nhỉ. Đây thôi. Bay nóc rồi. Đây này. Ôi. Bay nóc luôn. Bay hết này. Đây này bay một miếng to tướng. Bay hết cái bên này. Kinh nhỉ, cây của gãy hết. Cây bên kia gãy giặt giặt kìa. Em đưa nhờ anh Thắng quay những chỗ cây. Đấy là cái khe đấy là nó bị luồng lốc lên đấy, lốc xoáy ấy. Cho nên là cái chỗ khúc đấy là bị gãy cây với lại là tốc mái nhà các bạn ạ. Rồi xa, công nhận là khắc nghiệt.
Bây giờ thì mình sẽ di chuyển dưới quốc lộ 7 nhé. Nói đến Nghệ An thì không thể là không nói đến dòng sông Lam được bạn Thắng ạ. Bên cạnh là sông Lam. Mà khi mà nói đến sông Lam thì bạn Thắng chắc là biết một người bạn của bạn Thắng rồi đúng không? Đó là A Páo đúng không? Có rất là nhiều ca khúc nói về sông Lam. Thế anh em mình bây giờ đang chạy con đường quốc lộ 7 đây, là đi dọc với dòng sông Lam này. Sông Lam chính là bên tay trái đây, và chảy về đến địa phận của Hà Tĩnh nữa. Đây là cái địa phận mà của thuộc huyện Tương Dương. Mình chạy ra đây lại thuộc huyện Tương Dương rồi. Kỳ Sơn đang vòng đây đến Tương Dương rồi, tí lại vòng về Con Cuông. Là huyện Tương Dương này rộng nhỉ. Đấy, thế thì mình mới nói là huyện Tương Dương này là một huyện mà rộng nhất của nước Việt Nam này. Mà đến mức mà rộng hơn cả tỉnh Bắc Ninh. Rộng gấp 3,4 lần tỉnh Bắc Ninh. Đấy. Quá rộng. Trưa nay thì anh em mình sẽ dừng chân tại Con Cuông các bạn ạ. Và điểm chiều nay thì mình sẽ đã có một bác khán giả trên kênh của anh em đã liên lạc và sẽ đưa anh em mình đi đến những bản làng của người Đan Lai mà là bà con sống trong bìa rừng. Thì ngày mai anh em sẽ di chuyển xuống dưới biển khơi một chút để cho các chàng ngự lâm người Tày là sẽ được là tắm biển. Đúng rồi, chưa biết biển. Vì anh em cũng vất vả ở trên núi quanh năm suốt tháng rồi, và bây giờ đi đến vùng đất miền Trung nắng nóng và đúng dịp hè mà cứ bắt anh em ở trên núi thế này thì khắc nghiệt quá. Thế cho nên là trong cái chuyến đi thì thỉnh thoảng Tú sẽ tìm đường xuống biển cho anh em, để anh em có thể là tắm nước muối để có thể là trị những bệnh ngoài da này. Rồi hơn nữa thì ra biển thì có rất là nhiều những cái cảnh đẹp, rồi nhiều thứ đẹp đấy á. Để cho các anh em là nói chung là thay đổi không khí. Thay đổi không khí đấy. Thì bây giờ thì mình sẽ là đi về thị trấn Con Cuông để ăn bữa cơm trưa các bạn ạ. Kiếm một cái quán cơm nào đấy để anh em mình ăn cơm trưa, rồi nghỉ ngơi chút khoảng 2 hoặc 3 giờ chiều này anh em bắt đầu là đi vào bản. Hiện tại bây giờ anh em mình đang dừng chân ở đây là thuộc rừng Săng Lẻ của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An các bạn ạ. Anh em mình sẽ dừng chân để ăn cơm trưa ở giữa rừng luôn. Hôm nay thì rất là vui khi vẫn được đồng hành cùng với bạn Xuân Hữu. Đấy, nghệ nhân đàn tính, đàn và tiếp theo đó là bạn Mạc Minh. Vâng. Đấy là gọi là lương y Mạc Minh là có phương thuốc khấu váy leng gia truyền. Vâng. Chuyên trị cho anh em là gọi là những cái bệnh về sinh lý, tăng cường sinh lý nam giới. Vâng. Và anh Sự Taxi Dù, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên lái xe taxi dù tại Hà Giang. Anh có nhiều năm kinh nghiệm lái taxi dù rồi. Bây giờ thì anh đã hoàn lương để về là cùng đồng hành với lại team Nguyễn Tất Thắng. Đấy. Bây giờ là anh em mình đang ở chơi trong rừng thì cũng có rất là nhiều những cái cây gỗ rất là lớn. Đây là những cây Săng Lẻ, là cái thân nó sẽ là hơi xoắn xoắn một chút các bạn ạ. Bên ngoài này thì không phải Săng Lẻ đâu, trong kia kìa. Đây, cây Săng Lẻ là ý là ở đây là nói là Săng Lẻ, nhưng mà nó là cây bằng lăng phải không anh? Anh cũng chưa biết tên chính xác của nó là cây gì đâu. Vâng. Bây giờ mới vào đây là để tìm hiểu kỹ đấy. Vâng. Mình có thông tin gì không? Em thì được bạn Gió Lào, bạn có kể rằng là kể qua câu chuyện đây là cái rừng cây này là cây bằng lăng, thì đến cái mùa hiện tại nó chưa đến mùa hoa. Mình lên cây kia đi. Vâng. Khi đến mùa hoa thì nó có hoa màu tím này, nó bạc ngàn cái hoa và có cả màu trắng nữa. Đấy, rất là đẹp anh ạ. Nó mơn mởn miên man luôn. Không nhận là cái thân gỗ nhìn nó hay nhỉ. Lúc đấy em cũng có hỏi qua là tại sao có rừng cây nó thẳng thế này. Đấy, anh em mới dừng lại. Bởi vì thực ra thì mình qua bản thân em ấy cũng đi rất nhiều rừng núi rồi, nhưng mà đến cái đây mình thấy cái cây nó rất lạ mà nó mọc nó đồng đều nhau. Thế mà em mới hỏi bạn đấy. Cây thì rất thẳng nhỉ. Nhưng mà các bạn này xem này, nhưng mà nó lại thành chia thành cái độ xoắn và cái nó có nhiều những cái rãnh như này. Đâm ra là cái này để mà nói về làm gỗ như kiểu làm cột nhà hay làm gì đó thì cũng hơi khó. Đúng rồi. Nhưng mà cái này thì mình nhìn thấy là nó khá là đẹp ở ngoài rừng đấy, tự nhiên thì khá là đẹp. Đấy. Đẹp, nó màu
xanh hồng hồng. Cái này ấy, nó là một cái gốc mà nó sẽ là chia ra hai thân, nó ngả ra các bạn ạ. Bên dưới đây là một gốc ấy. Như Xuân Hiếu đoán rằng cây này sẽ được bao năm tuổi? Cái riêng cây này nó phải tầm khoảng 300-400 năm. Đúng rồi, anh cũng đoán tầm con số. Em cũng nghĩ vậy, bởi vì ở đây cây rất là to mà mình không thấy cây con nào anh nhỉ. Mà không biết là đây khu rừng này người ta trồng hay là trước đây là trồng hay là nó mọc tự nhiên hay là nó giống cây nhỉ. Nhưng mà em thấy rằng ở đây là bạt ngàn, cây nào cũng như cây nào. Đây này các bạn rất là nhiều. Bạt ngàn trong này này. Cao nhỉ. Cao. Đặc trưng của cây này rất là cao. Mà cây này em nghĩ phải tầm độ 20 mét, 15 đến 20 mét. Ồ, cái này phải cỡ trên 20 mét đấy. Trên 20 mét nhỉ. Đúng nhỉ. 3-40 mét tầm mắt rồi đấy. Đúng rồi. Nhìn hút tầm mắt. Cũng đây ấy. Mình sẽ thông tin thêm cho các bạn này, đây rừng xăng lẻ này là thuộc gọi là một cái rừng xăng lẻ lớn nhất của Đông Dương luôn. Trong Đông Dương là ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, gọi là Đông Dương thì không có cái rừng xăng lẻ mà thứ hai to như này đâu. Đấy. Và cũng là một cái khu rừng gọi là quý của Nghệ An mà đang được bảo tồn nghiêm ngặt để đem lại cái giá trị đó là cảnh quan cho du khách mỗi lần mà đến với Tương Dương Nghệ An thì sẽ là có nơi để thăm. Ở đây thì có bà con là người Thái là sinh sống, cho nên là khi mình dừng chân ở dưới kia là có một cái quán là của cô gái Thái đang bán hàng, nên mình có đặt cơm ở đấy để ăn. Cái này chắc là dựa trên cái nếp nhà sàn của người. Đúng rồi. Cái này cột gỗ lim ấy. Gỗ lim anh nhỉ? Đúng rồi. Chắc chắn nhỉ? Chắc chắn lắm. Đấy. Ở nên cái vùng đẹp Nghệ An đây. Nhà sàn là vừa rồi chuyến đi vừa rồi Tú lên trên vùng gọi là Quỳ Châu ấy, toàn cột gỗ lim thôi. Chỉ gỗ lim thôi. Đúng rồi. Dưới này có mấy cái chỗ điểm để du khách dừng chân ăn uống nghỉ ngơi. Đây là cả một cái khu rừng dọc đường này luôn. Anh Tú lúc này uống nước sa nhân chưa? Anh uống rồi. Anh tìm thấy cây sa nhân nào ở đây? À, anh không biết cây đấy đâu. Ôi. Hữu có biết không? Có, anh đi theo em. Đâu? À, lại phải anh sẽ đi rất lại là bất ngờ. Anh đi cái bộ này để em xử anh. Đâu, đi hướng nào? Đi hướng này đi. Qua cầu tình yêu đi. Qua cầu tình yêu đến điểm hẹn đi anh ạ. Là có cây sa nhân à? Vâng. Nó to hay nhỏ? Anh sẽ rất thật sự bất ngờ. À, để bạn Minh sẽ chia sẻ với anh. Đây, cây xăng lẻ ấy nhá. Đấy, xăng lẻ này, bằng lăng ấy. Bằng lăng à? Vâng. Có chính xác không ấy à, gió Lào? Có chính xác là bằng lăng không? Để tí nữa mình kiểm tra lại thông tin. Anh ạ, phía dưới này là những cây sa nhân anh ạ. Đâu? Đấy, bạt ngàn đây. Bạt ngàn sa nhân đây. À, đây á, vâng. Cây nhỏ nhỏ ấy á. Vâng. Sa nhân. Sao mà giống như kiểu cái cây gọi là cây thảo quả nhỉ? Đúng rồi anh ạ, nó cũng nó gần giống anh ạ. Gần giống thảo quả. Vâng. Bây giờ anh sẽ đến gần hơn đi. Nhưng mà cây như cây này là nó đây. Nó ở khu vực mà nó ở dưới bóng mát. Vâng. Sa nhân thì có nhiều loại. Sa nhân thì nó mọc tự nhiên và sa nhân trồng. Đấy, trồng sẽ lấy quả để làm thuốc. Còn hai nữa là những cây sa nhân rừng, cái mọc hoang. Đấy, cái vị nó rất là thơm anh ạ. Đấy. Cái này người ta dùng lá hay dùng gốc hay dùng gì ở Minh nhỉ? Nó dùng quả này và dùng cả lá cây. Đấy, lá cây thế có một ở trên người vùng cao, em là người Tày ấy, thường dùng lá sa nhân làm lá tắm. Đấy, kết hợp với lá đài bi này, lá khế này, lòng não này, giáng hương này. Đấy, một số cái vị thuốc gia truyền ở trong người Tày nó để tắm để thông kinh hoàn lạc, cơ thể nó khỏe khoắn hơn. Mình đi vào trong cái rừng này là mình cũng cảm giác được giải nhiệt rất là nhiều ấy. Vâng. Chứ còn hiện tại ở đây là khí hậu khá nóng các bạn ạ. Vâng. Đấy thì bây giờ là cũng không để mất thời gian, thêm anh em mình sẽ là đi vào để chuẩn bị ăn cơm trưa. Thì các bạn yêu mến anh em thì nhớ ủng hộ cho bạn Mạc Minh về những sản phẩm đó là phương thuốc gia truyền Khấu Váy Lèng. Đấy thì Mạc Minh có thể là đọc cái số điện thoại hotline đặt hàng được không nhỉ? Hotline của Khấu Váy Lèng là 0969 466 357 và 0932 242 866. Đấy, các bác có thể liên hệ vào hai số điện thoại đó để lấy sản phẩm chuẩn Khấu Váy Lèng của Mạc Minh. Còn các số khác thì hoàn toàn là giả mạo. Bây giờ là anh em mình đi ở đây là không có sản phẩm để test vì là chuyến này đi là ngoan rồi. Mạc Minh bây giờ là đã bị bẻ rồi, bẻ cong rồi nhá. Đang từ tiên tiểu bị bẻ cong rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong cái chỗ
cái quán nhỏ ven đường, anh em mình đã đặt cơm ở đây để ăn những bữa cơm hết sức là đạm bạc ở miền núi thôi, để tiếp tục cái hành trình đi về huyện Con Cuông. Sau đó là anh em mình hôm nay chiều nay sẽ đưa bạn Nguyễn Tất Thắng là đi vào bản Người Đan Lai, cũng là một trong những bản làng mà cũng rất là ít bà con mà sinh sống. Chào Hậu nhá. Đấy. Bạn, các bạn yêu mến ủng hộ cho kênh của bạn Hậu, cho lên nút bạc cái kênh Minh A Quy nhá. Còn 2.300 đấy nhỉ. À, hôm nay là tăng lên được bao nhiêu người rồi? Sáng đến giờ tăng được bao nhiêu người rồi? Được 40 người rồi đấy. Vẫn hơi ít nhỉ. Đây là mình vào đây là có cái nước xa nhân đây. Vâng. Người ta là cho mình cái nước ở đây để uống thử đây. À, mời anh em nhé. Vâng. Mời hai tráng sĩ. Vâng. Ờ, chạy, em mời bây anh. Giờ là lấy giờ ấy. Mình hay gọi là bốn chàng ngự lâm người Tày thì mới được có ba chàng là đi theo mình. Một chàng thì đang dựng phim bên kia. Đang edit. Đấy, em Hiệp đang dựng phim bên kia. Hiệp ngày trước làm kênh tên gì nhỉ? Mông Thanh Hiệp à? À, người Tày mà lại họ Mông à? Vâng, ở Cao Bằng về. À, hay nhỉ? Gốc Cao Bằng về. Ôi, nào, đây, em rót cho anh. Bốn chàng ngự lâm và ba chàng đang dựng phim thì chỉ còn một chàng dựng phim thì còn lại ba chàng là đang đi theo mình đấy. Sáng mời các em uống nước nhá. Vâng. Mời Calamen. Em ơi, ở đây mình là em là người Thái à? Dạ, em là người Thái ạ. À, em ở xã nào? Dạ, em ở xã Tam Định. Tam Định nhá. Tam Định ở đây luôn nhá. Cái rừng này là thuộc xã Tam Định. Thuộc địa bàn của xã Tam Định ạ. Nhưng mà cái này cây này còn có phải gọi là cây bằng lăng không, hay là chỉ gọi là xăng lẻ thôi? Nó là thuộc loài họ của bằng lăng. Họ và của bằng lăng thôi nhá. Đây là bằng lăng trắng. À, bằng lăng trắng. Nó là hoa trắng anh ạ. À. Gần vào tháng mùa tháng 7 tháng 8 là nó sẽ nở hoa. Tháng 7 tháng 8. Nó nở một lúc luôn là hoa trắng cả. Đã, nó tỏa cả một khu rừng luôn. Ờ thế là em là người gái Thái trắng à? Dạ. Trắng đúng không? Dạ. Vì tại anh thấy nước da trắng thì anh đoán mò thôi. Dạ, thế cơm của anh gần xong chưa nhỉ? Dạ, gần rồi anh ạ. Để em xuống rồi. Ừ, quán của em tên là Kinh, quán Kinh Đạm à? Quán Tinh Hoa. Dạ. Tinh Hoa. Mời anh Kinh Đạm. Mời anh Kinh Đạm. Mời nóng nhá. Dạ, để rồi. Em bỏ thêm mấy cục đá cho mà. À, rồi. Okay. Đấy là uống rượu là không xấu hổ với em đúng không? Cái này thì không. Kinh lẩu mới xấu nòng à? Kinh lẩu mi nòng sáo. Kinh lẩu mi nòng sáo. À. Kinh lẩu mi nòng sáo. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 30 ạ. 30 tuổi. 30 tuổi mà trẻ vậy. Tức là uống rượu. Anh nhìn em à? Tưởng 20 tuổi đúng không? Anh năm nay mới có 28. Anh 28. Ừ. Thế là anh ít hơn em 2 tuổi. 28 còn đúng không anh? À, em mới bảo. Giới thiệu với em đây là anh Tú đẹp trai. Thôi, anh có đẹp trai đâu. Anh Tú là cùng người Tây mình luôn á. À, đúng rồi. Kinh lẩu mi sọc là uống rượu không có kê. Anh là người Dao. Bố là người Thái, mẹ là người Mông. Ừ. Dao Thánh Mông. Đọc lại như thế. Bây giờ là chuẩn bị cơm cho anh ăn đi nhé. Ôi, 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 bê cẩn thận cái bàn ấy hỏng hình ấy nhá. Rồi, bây giờ là đến giờ ăn cơm rồi. Mời cả nhà, anh em. Cơm đây là tôm suối, cá suối đúng không? Mời các anh em. Có tôm suối. Rồi đây là có cá mát là đặc sản của sông Răng nhỉ? Sông Răng à? Thấy em nhỉ, cái sông trên kia là sông Răng đúng không? Có sông Răng bạn ơi. Sông Răng. Chắc là rau rừng á hả? Em mời các anh nha. Giống rau dớn hay rau gì nhỉ? Rau rừng. Rau này rau cành cây. Rau cành. Rau này rau gì đấy nhỉ, gia chủ nhỉ? Rau dớn. Rau dớn này. Rau dớn. Rau dớn này mình nhớ tới Hạ Thành Quán của bạn Nguyễn Tất Thắng. Bác nào mà đi Hà Giang rồi chắc chắn thì sẽ vào Hạ Thành Quán một lần. Đấy. Biết đến món các món ở đặc sản ở Hạ Thành Quán. Thôi mời toàn thể quý khán giả ăn cơm cùng với anh em Nguyễn Tất Thắng và bốn chàng ngự lâm. Đấy. Rồi Hậu nhá. Mời các bác ăn cơm nhá, chơi cùng anh em. Đây là ăn cơm trong rừng. Đúng là trong rừng thật. Mát ăn cơm à? Trong rừng nhưng vẫn có tôm. Mà sao mà đồ ăn mang lên mà cơm cũng có. Anh em này toàn ăn rau. Không rượu bia gì. Đây là ở miền Trung. Thì nó có đặc trưng là một món đó là gà sáo. Gà sáo. Là anh em húp một chiếc thử một bát gà sáo. Thế à?
Đấy. Canh nhỉ? Họ sẽ là rang lên gà xào xào qua đổ nước vào. Nhưng mà cũng rồi. Gọi là món đặc trưng của miền Trung ấy. Mình cứ tưởng là các bác cặp báo luôn thôi. Mình lấy cho con xin ít cà này nữa. Cho chén cà này. Ngon quá. Người ta bảo đánh đá thì muối cà mới ngon. Vâng, cố gắng ăn nhé. Bọn con sẽ cố gắng vệ sinh sạch sẽ. Vệ sinh sạch sẽ, sạch bát, sạch đũa. À, đây, thử con tôm ho, đáng ra là mình cũng không nên ăn tôm đâu. Mà kệ nó lâu lâu ăn con được. Tí nữa mình về thị trấn gì nhỉ? Mình sẽ về thị trấn Con Cuông. Vùng này là cách xa biên giới hết rồi đấy nhỉ? Mình cũng xa, tương đối là xa rồi, nhưng mà về Con Cuông thì hình như là qua vườn quốc gia Pù Mát. Theo đường chim bay sang thì nó cũng 30-40 cây. Thế à? Đúng rồi. Nhưng mà nó biên giới Lào thì nó chạy, nó nếu mà mở bản đồ lên thì bạn mới hình dung được. Rồi chờ chút đây, xem bản đồ nhá. Thì anh em mình cũng là đi, các bạn ấy cũng là quan tâm đến vùng, xem là nó cái lộ trình mình đi như thế nào. Đây. Anh em mình đi đây là nó vẫn con đường này thì nó vẫn hơi song song nhưng mà xa. Tính như thế này là cũng mấy chục cây. Đấy. Còn đây là khu vực là rừng quốc gia Pù Mát. Pù Mát à? Pù Mát nó nằm ở đây. Khoanh khoanh nha. Trong đấy còn người ở trong đấy không? Thì đấy có bản người Đan Lai là họ ở vùng cũng ngoài bìa rừng bên ngoài này một tí. Thế à? Đúng rồi. Có bản người Đan Lai. Đi sâu vào trong rừng đấy. À đây. Vâng, con cảm ơn cô. Cô ăn cơm luôn cùng bọn con đi. Vâng. Có bản kia thì hơi vất vả. Hôm nọ mình tính vào nhưng mà giá thuê thuyền thì hơi chát. 1.2 triệu một thuyền mà thuyền chỉ được 5 người thôi. Cho nên là hôm nọ là, nhưng mà thực ra là họ đi rất là xa. Lúc đấy thì vừa là hôm đấy mình đi lại gặp đúng vào cái điều kiện mà thời tiết là nó không được đẹp, có mưa cũng mưa đá là. May là hôm đấy mình không đi vào chứ là gặp mưa là cũng là nguy hiểm. Trước kia là ông bạn chạy xe đầu kéo chạy qua đường này bao giờ chưa? Mình chưa. Chưa à? Nên là nếu tháng ngày mai mà muốn vào thì những anh em mà yếu là không thể đi được vì chỗ quãng đường đấy ấy. Vào ngoài đi dưới suối này, khe suối là đôi khi còn phải lội xuống này để cho người ta đẩy vượt ngược lên cái dòng suối. Xong mình lên bộ đi một đoạn rồi bắt đầu lại xuống suối đi lại nữa. Nên là cái đấy là phải đảm bảo về sức khỏe. Thế Hậu đi đồng đấy? Không đi được thì cho ngồi ngoài nghỉ. Anh sự cõng em. Hoặc là có phương án 2, hình như là vẫn có một đường là đi xe máy. Thì mình sẽ là hỏi han lại thì có thể là kiếm thêm một phương tiện xe máy để cho anh em nào mà không đi đường thủy thì sẽ là đi đường xe máy. Đấy. Hôm nay không ăn canh đắng nhưng mà may quá lại có món gà xáo. Cá đắng. À. Cá không mổ. Để nguyên ruột. Thật mà mọi người ăn đấy, mọi người ăn cá. Cá suối sạch thì họ mới để cá mát này là họ để cả ruột đấy. Ăn đắng đắng luôn. Tạp con để như cả là xít luôn. Tập. Để lắp cho anh nhá. Đấy con to càng to càng đắng. Đừng gấp nhá để anh vâng, ruột nó ăn càng miếng to. Canh gà xào. Lợn này là lợn gì mà dai nhỉ? Cá đắng. Lợn này là lợn bìa rừng. Lợn chạy bộ trong rừng. Con bé này. Ngon quá. Ôi, đây canh gà được quả mà. Đau răng rồi đó. Đây các bác. Làm quả đau răng nhưng mà nó mới vỡ vụn ra thế này. Chết giả này. À. Rồi cây ấy. Gà đây dai ấy. Trước kia thắng ở Hà Giang. Thì đôi khi nhiều lúc là cứ nghĩ là gà ở vùng cao Hà Giang nó đỉnh cao. Nhưng lại đi sang đúng Lào, bất ngờ với món gà. Ngon thật. Miền Trung đây là cũng là gà cũng ngon này. Là chỉ có từ bên mạn bên trong thì gà nó sẽ giáp biển thôi nhỉ? Gà nó sẽ khác. Không, tùy theo cái cách mình nuôi thôi. Cứ có rừng có đồi là gà ngon.
là nhà bạn mình này ăn ngon. Đưa anh làm cho miếng gà sáo thử ra mà đánh giá xem là món gà sáo ở quê anh nào. Ăn thử nhé. Hữu đàn cho hai bài. Nghèo sướng. Dễ ăn cơm không? Đúng không? Thế ngoài này có gừng này, có lá chanh này, đấy vị lá chanh này. Hình như có thêm tí mắc khén sao á. Đúng rồi. Ở đây có tí mắc khén. Ngon này cũng có mắc khén này. Nó mọc à? Người Thái ở trên này họ rất chuộng mắc khén. Người Thái ở trên này là họ chuộng mắc khén làm gia vị nên là hôm mình đi đến nhà anh bắt vợ của anh là người Thái. Là chị ấy không ăn hạt tiêu mà ăn mắc khén đấy. Trong các món nướng ấy, thường họ sử dụng tiêu rừng với cả mắc khén là chuẩn nhất. Rất là đặc biệt. Nhưng đợt này mình đi vào vùng Tây Nguyên kia là sẽ được tiêu xịn rồi đấy nhỉ. Đúng không? Chuẩn tiêu đấy. Không, ở ngoài nhiều lúc mà mình đi mua toàn nhầm hạt đu đủ vào trong đấy. mình ăn tiêu là mình ăn tiêu xanh của nó cũng ngon. Khi ăn một món gì đấy, món nướng hay gì đấy là ăn kèm một chút tiêu xanh mà nhai cả quả thơm lắm. Tê. Anh em đã có ăn ai ăn tiêu xanh chưa? Em được ăn ông bạn em trong đấy gửi ra cho. Nhưng mà đúng ăn kiểu tiêu xanh ấy ngon thật, thơm lắm. Gà của Lào mà sáng nay mình đi chợ phiên cùng bạn Thắng mà ăn mà cái da nó ăn sần sật như kiểu là da lợn bản mà chiên đấy. À đây, canh rau. Còn canh rau trứng rán nữa. Rau này rau gì nhỉ chị, em nhỉ? Rau cải ấy. Em bao tuổi rồi? Em 4 mấy rồi. Hả? Kỳ lại phí à? Gì? Hả? Kỳ lại phí. Em nhiều tuổi đài lắm. Em bao nhiêu? 4 mấy rồi đấy. Bao nhiêu tuổi? Em 30 mấy tuổi. 30 mấy á? À? Ba mấy là ba mấy, chính xác nào? Chính xác là 32 mấy. Thì các anh đoán thử xem. 33. 39. 40 cho rồi đi. Người mà nói thật là bao nhiêu? Người mà nói thật là bao nhiêu? Giấu tuổi. Hỏi ba mấy thì sướng quá nên là chị ấy chạy đi. Mình đoán chắc là 4x này. Không, bạn này chắc là kém tuổi anh em mình. À thế à? Hơn tuổi Mạc Ngưng. Khoảng 36 rồi. Thì rơi vào khoảng 88, đúng mình 89 đúng không? 89. Họ vào ấy, có ăn nổi cơm không? Nắng quá có ăn nổi không? Quá ăn 3 bát rồi. Đấy thì bữa trưa tôi cũng chia sẻ một chút để em cameraman, em Gió Lào TV vào để ăn cơm trưa. Thì tiếp tục là hành trình, tí nữa là mình sẽ đi về huyện Con Cuông. Sẽ tiếp tục chia sẻ đến những cung đường ở dưới đấy đến các bạn. Rồi hiện tại là mình đang về tới huyện Con Cuông rồi. Và bây giờ mình đang ở đây là xã Châu Khê nhà chú Tiến nhỉ. Đúng rồi. Và hôm nay thì với vai trò là hoa tiêu của Nguyễn Tất Thắng, nhưng mà khi đi đến bản địa thì mình có hoa tiêu bản địa các bạn ạ. Và mình được một chú khán giả trên kênh của Xe Đầu Kéo Vlog và kênh Nguyễn Tất Thắng, cũng như là chú đã xem rất là nhiều kênh anh em YouTube của anh em mình. Thì hôm qua chú có gọi điện cho Tú nói rằng là hôm nay khi về tới đây thì sẽ là đưa anh em mình đi thăm một bản làng của người Đan Lai là nằm trong bìa rừng quốc gia Pù Mát. Đấy, cái khu rừng mà rất là lớn ở Nghệ An. Và cái bản người Đan Lai thì vừa rồi Tú cũng định đi khám phá, nhưng mà khi đó thì cái quá trình đi lại nó hơi khó khăn, sẽ phải đi ngược thuyền lên trên hồ. Thì mình cứ nghĩ rằng mỗi ở nơi đó có thôi, thì đến đây mình mới được là chú Tiến cung cấp cho là bên này cũng có bản người Đan Lai bên này sinh sống. Người Đan Lai thì cũng là một trong những dân tộc mà thiểu số ít người ở Việt Nam mình. Và hiện tại thì ở Nghệ An thì chỉ có vùng là Con Cuông này mới có thôi chú nhỉ. Đúng rồi. Còn nơi khác là không có đâu. Hôm nay thì đi đến với xã Châu Khê thì mình đã đi qua cung đường phía trước là có rất là nhiều những bản làng của người Thái sinh sống. Dọc theo bờ suối thì rất là đẹp. Đúng là nơi mà người Thái chọn là luôn luôn là ở những cái nơi mà nguồn nước đẹp, thuận tiện để họ sinh sống. Đây là cái con đường mình đi sẽ mất một đoạn khoảng cỡ là 5 đến 7 km là đường hơi xấu như thế này. Và rất may chuyến đi này thì có những chiếc bán tải, những chiếc xe gọi là đi địa hình rất là tốt rồi. Đó là xe của bạn Nguyễn Tất Thắng. Rồi xe của em Hậu cũng đi đường này thì cũng không đáng là lo ngại.
trải qua một cái ổ voi thì nó không có vấn đề gì cả. Đường hơi lắc thì các bạn xem sẽ là cảm thấy hơi rung một chút nhé. Bây giờ là các bạn thấy là như kiểu là tàu biển ấy, là đi ra hải phận quốc tế thì thủy gọi là thuyền trưởng rồi hoa tiêu là vẫn là tự đi, của tàu vẫn tự đi thôi. Nhưng còn đi về đến gọi là quốc gia khác là muốn vào trong một cái cảng nào ấy, không thông thạo gọi là cái địa hình, rồi không thông thạo nguồn nước, không thông thạo về những bãi đá ngầm thì đến đấy là phải có hoa tiêu khác. Hôm nay là mình đến đây thì đi vào trong rừng thì cũng phải có hoa tiêu của con cuông. Đấy là, đó là chú Tiến. Chú hôm nay là làm hoa tiêu cho anh em mình. Đấy, cảm ơn chú hôm nay đã dẫn anh em cháu đi nhá. Dạ vâng. Đấy, anh em đến với mình, YouTube đến với mình là mình thích rồi. Nói thật mình lớn tuổi nhưng mình thích vui, thích vâng. Khám phá. Đấy, muốn anh em là có những cái gì đấy là truyền qua hình ảnh đến cái quê hương của mình để cho mọi người cùng biết. Đấy, chú Tú. Vâng. Thì cháu cũng là người con miền Trung. Nên chú thấy là cháu tháng trong đầu năm bây giờ là đi 3 lần về xứ Nghệ rồi. 3 lần Nghệ An rồi. Vâng. Hà Tĩnh cháu chưa quay được gì nhiều nhưng mà bởi vì là thế này, ở Hà Tĩnh thì không rất là ít người dân tộc là sinh sống. Thế cho nên là mình cũng không có gì để chia sẻ cả. Nên mình mới chọn là mảnh đất Nghệ An. Thì trước đây thì chúng ta là cùng quê hương gọi là xứ Nghệ mà ra mà. Nghệ Tĩnh. Nghệ Tĩnh mà ra mà. Đấy, cho nên là mình phải ưu tiên để quay cho xứ Nghệ đầu tiên đã. Đây bên này có bờ suối đẹp nhỉ. Đây này, bên này, cạnh bên này có một cái bờ suối khá là đẹp các bạn ạ. Trên kia vẫn có ngôi nhà sinh sống rồi. Đấy. Không biết là họ là người Đan Lai hay người gì mà. Không, người Thái hết. Người Thái à? Không, này là một người Thái. Vâng, thấp thấp như này à? Ngôi nhà đấy họ cũng hơi khó khăn tí nhỉ. Ui, đường đây lầm chởm quá. Đấy, các bạn thấy đường hơi bị lầm chởm, ổ gà nhiều. Thế là cái đường này là hoàn toàn là đường đất từ trước đến giờ này chú này. Nhưng mà trong kia là có đoạn bê tông được không ạ? Ờ, có chứ. Từ mình qua cái đoạn này là đường bê tông hết. À, là giải vào đến gần đồn biên phòng à? Trạm biên phòng à? Gần đến trạm biên phòng rồi chứ mà... đường ấy cũng đi thẳng vào đồn biên phòng luôn. Vâng. Cái đường này là chú Tú này. Vâng. Hồi xưa là khi mình làm đường là Bộ Quốc phòng làm đường tuần tra bên dưới đấy. Vâng. Vì đây là đi vào bên dưới mà. Vâng. Cho nên là cái đoạn này là người ta không làm, để sau để làm cái đường giờ mới làm thế này. Vâng. Chứ còn để cho đường Quốc phòng làm thì họ làm lâu rồi. À. Để dự án cho Quốc phòng làm thì họ làm lâu rồi. Vâng. Giờ bắt đầu giờ là dân sự mới làm đây. À. Từ bắt đầu qua cái suối này trở đi thì là đường tuần tra bên dưới thì là toàn là đường đổ bê tông. Tí nữa mình mới lội qua suối này đấy. Không, có cầu. À, bây giờ có cầu rồi à? Ừ, có cầu rồi. Cháu tưởng là xe phải lội qua suối thì không, cũng... không phải lội qua suối đâu, có cầu. Đây, nhìn thấy rừng ấy, hình như đây mình đã đi đây, vẫn thuộc bìa rừng rồi đấy. À đấy, đây là vùng đệm của vườn quốc gia Phùng Mát rồi. Vâng, vùng đệm rồi. Chứ còn vùng lõi thì mình làm sao mà trèo vào được. Phải đi bộ bao nhiêu ngày vào. Ở vào đồn biên phòng là ấy là chúng tôi là rừng rồi ạ. Là đấy. Vâng. Lõi là vườn quốc gia Phùng Mát rồi. À. Rừng ấy là rừng gọi là rừng đặc dụng rồi. Đặc dụng rồi. Ừ. Vâng. Còn đây là rừng sản xuất. Vâng. Các bạn thông cảm mà đi có hơi lắc thì bạn thông cảm. Thế còn cái chỗ mà người Đan Lai sinh sống là rừng thuộc sản xuất hay là vừa phòng hộ, vừa phòng hộ, vừa rừng sản xuất. Vâng. Đấy. Ui. Chỗ này chắc mới sạt đất xong rồi. Đây, các bạn thấy là có những cái chuyến đi mà đi vào rừng như thế này. Hậu có mệt không Hậu ơi? Sóc quá có mệt không? Em đang trải nghiệm. anh sợ sóc quá mệt nhưng mà anh nghĩ là tỉnh ngủ ấy nhỉ. Đang buồn ngủ mà tỉnh ngủ ấy. Có những cái chuyến đi như thế này mình mới biết được là không phải là mỗi ngoài Tây Bắc bà con mới khó khăn mà. Đấy, Tây Nghệ An đây. Tây Nam Nghệ An đây bà con cũng khó khăn. Khó khăn. Hôm nọ nghe chú Tú bảo là định là đưa Pơ với anh Mỹ đi lên cái mạn này. Vâng. Ê, có cái cây xòe bóng mát ra đường đẹp thế nhỉ.
Đây bên cạnh đây có dòng suối rất đẹp các bạn ạ. Cái này chú vừa nói là gọi là khe choang à? Khe choang. Khe choang à? Vâng. Còn mình đi vào cái bản ấy gọi bản tên là bản khe gì ạ? Bản nóng. Bản nóng à? Ừ. Ui, nghe tên nóng đây, trong đấy không biết có nóng ạ. Bản nóng và xạ trong khe, con cuông. Vâng. Đây là đi, nếu mà đi thẳng một mạch là sang, Lào rồi đấy. Qua Pù Mát là sang Lào luôn đấy, đúng qua không chú? Qua bên dưới thì sang bên kia, nhưng mà đường này không có đường tiểu mạch. Vâng. Ừ. Không, nhưng mà ý cháu nói là, đến đường biên giới luôn đấy. Ờ, đến đường biên giới luôn đấy. Ui. Đây này. Bên kia đang còn có những ngôi nhà rất là nhỏ các bạn ạ, mà sơ sài, nằm ở trên cái sườn đồi kia. Mà bà con ở đây rất là yêu Tổ quốc, vẫn treo cờ kia kìa. Ngày thường vẫn treo cờ kìa. Zoom lên hộ anh cái ngôi nhà đấy có thấy không? Đấy, ngôi nhà đấy. Nhà bên kia. Nhà. Lẻ, hình như là đấy là hộ gia đình người ta ở đấy luôn thì phải ấy. À. Đúng rồi, đấy là hộ. Bây giờ là anh em mình đặt chân đây là thuộc bộ tộc của người Đan Lai. Là đang ở trong rừng. Rừng đệm của rừng quốc gia Pù Mát các bạn ạ. Bộ tộc là ngủ ngồi ấy. Đây là những ngôi nhà nhỏ ở đây các bạn ạ. Bên dưới những ngôi nhà mà lập tôn mà có vách trắng như này là những ngôi nhà tình nghĩa là được nhà nước trao tặng. Cũng có một số ngôi nhà thì kiên cố hơn do nhà nước cũng quan tâm làm đường rồi. Bản này thì mới có điện là rất là gần đây thôi. Trước đây là họ hoàn toàn ở trong rừng. Hôm nay anh em mình đi vào đây là có các anh biên phòng và đưa đi vào đây để thăm bản. Đây là khu vực bà con sinh sống thì trước đây là cũng đã được là các anh biên phòng tìm trong rừng ra rồi ra ngoài hướng dẫn cho canh tác để chăn nuôi. À, anh em mình vừa mới thăm được bản làng của người Đan Lai ở trong rừng, thì chi tiết các bạn có thể là theo dõi trên kênh của Nguyễn Tất Thắng là có quay được thăm. Còn bây giờ là chia sẻ chút cùng đường hơi vất vả. Tí nữa là sẽ phải lội qua 4 con suối. Đây là con suối đầu tiên này. Đấy. Có đoạn đường trong bản đây thì có đường bê tông, nhưng mình đi một đoạn đây lại đường đất. Mùa lũ này có đi được ở đây không anh nhỉ? Chắc là nước cao mà nước cao ra được. Vâng. Bọn anh phải đá gạc. À thế ạ. Đảm bảo an toàn. Người sợ là bà con là đi liều qua đấy. Lội qua suối luôn. Dây quá để... Vâng. Đây là thuộc vùng đệm của rừng quốc gia Pù Mát. Mình đi thì cái vùng ngoài này là vẫn là thuộc cái rừng mà của Lâm Trường anh nhỉ. Vâng. Hôm nay chú Tiến đưa đi là đúng luôn đấy chú ạ. Đúng nơi cần đến đấy. Không về anh em cháu trong, trong cái dự tính của chú Tiến là mình được cái gì? Vâng. Chú Tiến liên hệ là đúng hết, đầy đủ hết. Vâng. Chứ còn thật ra như bọn cháu là sẽ không bao giờ biết được trong này là có những bản làng như thế này. Nói chung chỉ biết được mỗi bản là ở bên chỗ Pha Lai kia đi lên ấy. Vâng. Có mỗi biết được mỗi bản là có đọc qua báo chí được đấy thôi. Chứ còn đấy là bản có phạt với bản búng. Vâng. Ba bản anh? Hai bản. Hai bản à? Mà bản đấy đi thì đường xá vất vả hơn đây. Cái bản nó bị đường xuồng. Đi xuồng ấy. Đấy. Tính ra đây thì đi xa, từ ngoài đường chính đi vào thì xa. Và đặc thù của cái Đan Lai là họ lại toàn là ở
trong rừng được các anh bộ đội biên phòng là tìm ra. Đấy, rồi bắt đầu là vận động ra ngoài rồi hướng dẫn cho bà con là canh tác, chăn nuôi. Thời gian đầu như thế mà vận động họ ra như thế họ có quay trở lại không anh? Có. À. Làm nhà cho họ nhưng mà họ không ở trong trên nhà. Không ở nhà. Cứ thích ở rừng à? Thích ngủ ngôi. À. Quen cuộc sống như này thôi. Trời. Bị nhành quá. Nó phải sắp đầu nó mới chấn trên kia thì mới được kìa. Đẹp kinh phích luôn. Chỗ này vùng này rất là nóng, gọi là khe nóng. Ở trong như kiểu một long trào ấy. Để chiều nay thử ra cái chỗ bờ suối mà chú Tiến nói có các cô gái Thái tắm chứ mà bây giờ còn ai tắm không? Ở chỗ Bản Diêm á chú. Dạ. Ở dưới cái suối ấy là ngày xưa là cả cô buổi chiều ra toàn đi lấy nước về tắm. Không, bây giờ không phải tắm đâu. Ờ thế ạ. Tắm. Mà tắm nhất là thường nhất là người Thái này, là người ta mặc váy kìa. Người ta ngồi xuống người ta vẹn vẹn lên dần dần, người ta bỏ trên đầu. Nhìn nó đẹp đúng không chú? Đấy, đấy, đấy. Mà hai là gặp những cái chị mà gội đầu á. Hất người ta gội đầu xong người ta hất lên một gáy thế này. Nhìn phải công nhận đẹp người Thái, đẹp nhất cái nét đẹp là gội đầu là ở suối ấy. Ủa thế à? Ừ. Ở ngoài Tây Bắc có đây những cái hồi này... trên nước đấy. Chiều nay anh em mình ra tặng dầu gội đầu nhỉ? Đang trên xe đang có mấy trăm hộp dầu gội đầu của Minh A Quy. Mang ra đấy xem có cô nào cái là tặng luôn cho 10 hộp luôn này. Mình vẫy người ta lên phải không? Không, đi xuống tận nơi tặng chứ. Tận nơi tỉnh hội chứ. Ngại rồi. Không, tặng tận nơi chứ người ta vẫn mặc cái váy đen mà. Cháu đi là thấy là họ có một cái váy chùm đen đấy. Nhưng mà lúc ấy người ta đội đầu rồi, người ta ngồi xuống rồi. Ngồi xuống thì tắm tiên ạ. Nước thì trong. À, nhưng mà họ tắm tiên hay sao ạ? Tắm tiên. Ồ thế à? Lúc nào đứng lên thì cứ vắt váy xuống chân. À đấy. À, lúc đấy là kéo hết sắn váy lên trên cao người này. À. Tắm tiên hết. Hay nhỉ. Đứng sướng. Đứng nào thì tắm váy xuống trên đấy. Thế là thời xưa chú Tiến đã được từng nhìn thấy chứ? Ừ, nhìn thấy nhiều rồi. Ôi thế à? Bảo sao chú thích cái bản đấy thế? Cái nét đẹp văn hóa mà. Vâng, cái đấy thì ai anh thích ạ? Ừ. Mà hai này chú này, cái đồng bào dân tộc trên này nó khác cái người Kinh ở mình chỗ này là sướng nhất này. Vâng. Là đến khi ăn Tết đấy nhá. Vâng. Ăn Tết cổ truyền đấy. Vâng. Là người ta có gì người ta ăn đấy hết. Vâng. Thì xong rồi xong người ta đi làm ăn kiểu khác chứ người ta không... không để dành không là tính toán tích lũy như kiểu người mình miền xuôi mình đâu. Vâng. Đấy cho nên là cái cộng đồng của họ là tuyệt vời. Vâng. Nói chung là đồng bào dân tộc thì phải nói là cái tính cộng đồng của họ đặc biệt là ngày xưa là chú Tú ơi cả gia đình có mấy nhà phải chứ con dâu con cháu rể đều ở trong một cái nhà hết. À. Mà người ta vẫn cứ đoàn kết. Vâng. Đấy nó thích thế đấy. Có một cái điều đặc biệt ở cộng đồng của các bà con dân tộc ở Nghệ An đó là hầu như là rất là dễ gần và dễ bắt chuyện đấy. Đấy, dễ nói chuyện và rất là hiếu khách. À, đi gặp người lạ là thấy là chào hỏi. Đấy, khác biệt. Đặc biệt thế này chú này, đến cái ngày Tết mà Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 ấy, Tết vâng, độc lập ấy. Vâng. Là mình có một thời gian mình ở với bà con dân bản mà. Vâng. Người ta bảo hỏi thăm này, ô bác Tiến ơi, bữa ní là... Tết độc lập mà chú không về à? Đó, người ta quan trọng cái Tết độc lập ở dưới. À, đấy chú Tú đó. Bà con ở trên này quan trọng Tết độc lập à? Là ngày cái ngày Tết độc lập là mở bo mở lợn. Mùng 2 tháng 9 rồi nhưng mà mùng 2 tháng 9 đấy, Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 đấy. Nhưng mà trên này là cũng ăn luôn đấy à? Ăn. Ừ. Ồ thế ạ. Đấy, họ tổ chức lễ hồi mà. Ừ, đấy. Chắc, quan trọng ghê gớm nó chắc là năm nay mình phải lên Nghệ An để ăn Tết độc lập của bà con trên này. Đấy đấy. Để quay chia sẻ. Hôm nay là quen mất tiền thôi. Vâng. Là coi như là cái dịp nó Tết độc lập là chủ lên ngay. Đợt sau nha bác nha. Đợt sau cháu với bác lên cháu với cháu mình là đi cái mấy bản người Thái ở gần đây nhá. Ừ rồi.
Vâng, có rồi vòng lên trên đan line này thì không biết là lúc đấy là xe phi được vào đến trong kia không? Vâng. Để đến lúc đấy xem tình hình. Năm nay nhất định mùng 2 tháng 9 sẽ quay lên trên Còn Cuông. Còn Cuông cho gần đi chứ Kỳ Sơn năm nay cháu đi là 3 lần rồi đấy. Xa quá rồi. Vâng, nhưng mà đi chắc là của người Thái chắc vui ấy. Đây là tôi cũng chia sẻ đến các bạn một chút về cái quãng đường. Ở ngoài này đây vẫn còn một chút, đây là bản của người Đan Lai đây nữa đúng không anh? Rồi ra cái bản bu ấy, bản đây là cũng là di rời từ trong kia ra hết đấy nhỉ? Không, cái bản bu là bộ đình đấy. Vâng.